cái báo nha rồi.
Xin được chào đón quý vị khán giả và các anh em. Chúng ta đang chuẩn bị theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Ngày hôm nay thì thời tiết trên sân vận động Hàng Đẫy là rất tuyệt vời, rất phù hợp để cho hai đội có thể trình diễn hết tất cả những gì tốt nhất của họ vào lúc này. Ngày hôm nay thì theo quan sát của chúng tôi, tất cả các ngoại binh của hai câu lạc bộ đều đã xuất hiện. Bên phía câu lạc bộ Hà Nội đó là ba cầu thủ tới từ châu Âu: Zorozek, Ivanchik và Thomas. Còn bên phía Hải Phòng đó là Mpande, Rimario và Moses, một người cũ của chính câu lạc bộ Hà Nội. Ngày hôm nay thì trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ là một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa những người cũ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, một trong những huấn luyện viên giàu thành tích nhất của bóng đá, giờ đây đã trở thành thuyền trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng. Ông sẽ quay trở lại sân Hàng Đẫy với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đối thủ. Bên phía câu lạc bộ Hải Phòng thì cũng còn có một người cũ của câu lạc bộ Hà Nội, đó là tiền vệ Moses. Trong khi đó, hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hải Phòng còn có một gương mặt nữa, đó là Hải Huy, một cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì Hải Huy sẽ đối đầu với một người cũ, một người đồng đội cũ của anh tại câu lạc bộ Than Quảng Ninh, đó là Hai Long. Để giúp quý vị khán giả cũng như là các anh em tiện theo dõi trận đấu này thì tôi xin được giới thiệu nhanh đội hình hai đội. Bên phía Hà Nội, sơ đồ 4-1-4-1, thủ môn là Văn Chuẩn, các trung vệ Thái Quý, Việt Anh, các cầu thủ đá biên là Văn Vĩ, Văn Kiên. Bộ ba tiền vệ gồm có Văn Quyết, Tuấn Anh, Hai Long. Còn các thủ tấn công là bộ ba ngoại binh Ivanchik, Thomas và Zorozek. Bên phía Hải Phòng cũng với sơ đồ 4-1-4-1, thủ môn là Đình Triệu, cặp trung vệ là Cảnh Anh, Tiến Dụng, các hậu vệ biên Thanh Bình, Thanh Hùng. Bộ ba tiền vệ Hải Huy, Martin Lò, Moses. Còn bộ ba tấn công đó là Mpande, Phạm Hiếu và người đá thấp cao nhất trên hàng công là Rimario. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 1 này thì các cầu thủ Hải Phòng trong trang phục toàn đỏ chấn giữ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị và các bạn, và họ cũng là những người giao bóng trước. Trong bối cảnh mà V-League sắp sửa khởi tranh, đến những trận đấu với những đối thủ chất lượng như thế này sẽ là cơ hội rất tốt để cả hai đội kiểm tra lại phong độ trước khi bước vào giải. Ngày hôm nay chấn giữ khung thành của câu lạc bộ Hà Nội là Văn Chuẩn chứ không phải là những gương mặt quen thuộc. Hài lòng. Trong trận đấu này thì cả hai đội đều tung ra tất cả ngoại binh của mình. Các ngoại binh bên phía câu lạc bộ Hà Nội ở những trận đấu giao hữu trước với Phố Hiến và Phù Đồng đều không thể hiện được nhiều. Và nhiều thông tin cho rằng trận đấu này sẽ là một cơ hội cuối cùng của họ để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện câu lạc bộ Hà Nội trước khi V-League khởi tranh. Thomas, Văn Vĩ, đường chuyền dài, đây là Thomas, dứt điểm, cơ hội, hai pha dứt điểm liên tiếp, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hà Nội. Bóng vượt qua trong sân. Văn Kiên không vượt qua được Mpande. Đây là Moses. Phạm lỗi rồi. Chỉ ngay trong những phút ít ỏi của hiệp 1 thì các cầu thủ Hà Nội đã có những cơ hội liên tiếp. Đó là hai pha dứt điểm liên tiếp của hai ngoại binh bên phía đội bóng áo vàng. Nhưng rất may cho đội khách Hải Phòng là lưới của họ vẫn còn nguyên vẹn. Pha phối hợp không hiểu ý giữa Hải Huy. Người không hề hiểu ý với Hải Huy có lẽ là Thanh Bình. Trong những ngày qua thì báo chí đã tiết lộ rằng câu lạc bộ Hà Nội sắp sửa ký hợp đồng với một ngoại binh rất chất lượng tới từ Hà Lan, một cầu thủ cao 1m92, có thể hình to lớn. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ dừng lại ở những mức tin đồn. Văn Quyết, khi mà Quang Hải, Hùng Dũng đang tập trung cho đội tuyển quốc gia thì Văn Quyết sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Anh sẽ là người dẫn dắt lối chơi cho đội bóng áo vàng. Bắt bài rồi. Và can thiệp của trung vệ bên phía Hải Phòng. Trọng tài đã căng cờ việt vị.
Để chuẩn bị cho V-League 2022 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã thay máu triệt để với sự xuất hiện của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cùng một loạt những cầu thủ mới. Đây là Thanh Bình, Moses, Empande. Và Tiến Lò đã không vượt qua được quả trừ cản của Bùi Hoàng Việt Anh. Và chàng người khôn ngoan của Văn Kiên ném biên cho các cầu thủ chủ nhà. Và mở bóng rất tốt Văn Kiên. Đây là hai lọc, bóng đã đi hết đường biên ngang, ném biên cho cầu thủ Hải Phòng. Trong những phút đầu vừa qua thì chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng đội Hải Phòng không còn lối chơi như dưới thời huấn luyện viên Anh Tuấn nữa. Đội bóng này ngày hôm nay cũng sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 tương tự với câu lạc bộ Hà Nội, và cách chơi của họ cũng đã uyển chuyển hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là người đã tạo ra bản sắc cho câu lạc bộ Hà Nội với rất nhiều những danh hiệu, và giờ đây ông đang rất dắt câu lạc bộ Hải Phòng và hướng đến đội bóng này cũng sẽ có phong cách chơi tương tự như với câu lạc bộ Hà Nội. Văn Kiên, Zorozek không được. Nếu như bên phía đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội sử dụng cả 3 ngoại binh trên hàng công thì câu lạc bộ Hải Phòng chỉ sử dụng 2, đó là Rui Mario và Empande. Còn Victor Moses là tiền vệ trung tâm. Victor Moses sẽ đóng vai trò là người giữ nhịp cho đội bóng Hải Phòng. Một pha đá phạt góc tầm thấp. Cảm giác bóng không tốt của Hải Phòng. Empande. Bây giờ thì Empande đã di chuyển sang bên phía cánh phải. Phạm Hiếu và pha can thiệp tốt. Vừa rồi thì Thomas đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Thomas, Ivancic và Zorozek là ba cầu thủ ngoại binh đã đến với câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian vừa qua. Moses, Hải Huy không dứt điểm. Đó thì tình bất bại của Thái Quy. Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là Văn Quyết. Văn Quyết đang di chuyển tương đối rộng. Pha chuyền bóng không tốt. Người phải chuyền bóng đó là Tuấn Anh. Pha can thiệp tốt của Bùi Hoàng Việt Anh. Phản công cho các cầu thủ Hà Nội. Văn Quyết. Chậm rồi. Thomas trong tình huống vừa rồi đã xử lý không tốt. Martin Lò đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía Hà Nội. Đó là Văn Vĩ. Cầu thủ ngày hôm nay đá ở vị trí hậu vệ trái của câu lạc bộ Hà Nội. Thái Quy rất bình tĩnh.
câu lạc bộ Hà Nội là một trong những đội bóng có lối chơi hấp dẫn nhất và đẹp mắt nhất của V-League. Không thực sự hợp lý, đó là pha xử lý của Thái Quý. Trong tình huống vừa rồi thì Thái Quý nên xử lý một cách nhanh hơn và hợp lý hơn. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt Mpande. Ngày nay đứng trong khung gỗ của Hà Nội cũng là một gương mặt trẻ, thủ thành Văn Chuẩn. Pha chạm bóng thiếu cảm giác. Tuy nhiên đó là điều dễ hiểu thôi. V-League đã nghỉ quá lâu rồi và các cầu thủ đa phần tập chay. So với các đội bóng phía Nam, họ rất tích cực tổ chức các giải đấu giao hữu, thì đối với các câu lạc bộ ở phía Bắc, đa phần chỉ đá giao hữu với nhau. Hà Nội đã tổ chức 2 trận đấu giao hữu với Phú Hiến và Phú Đông. Trong cái đó thì Hải Phòng tích cực hơn, họ tham dự 2 giải đấu giao hữu. Và vừa rồi thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có chiếc cúp đầu tiên cho phòng truyền thống của câu lạc bộ Hải Phòng, đó là chiếc cúp của giải đấu giao hữu Hoa Lư. Hải Huy, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hải Phòng, dứt điểm. Đó là pha sút xa của Mpande. Tình huống uy hiếp khung thành của Hà Nội đầu tiên được các cầu thủ Hải Phòng tạo ra từ đầu trận đấu đến giờ. Văn Kiên, khu vực giữa sân vẫn đang rất chật chội. Các cầu thủ Hải Phòng tổ chức quây giáp rất chặt ở khu vực giữa sân. Tương tự như vậy, câu lạc bộ Hà Nội cũng vậy. Và từ đầu đến giờ thì bóng chủ yếu được triển khai ở phía hai biên đánh vào. Bên phía cả hai đội đều có những tiền vệ trung tâm rất xuất sắc như Hải Huy, Văn Quyết. Còn đó là Hải Long và Tin Lò. Đó đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến nếu như để họ giành chân vào khoảng 20m trước khung thành. Một pha can thiệp tốt nữa của Bùi Hoàng Việt Anh, rất kinh nghiệm. Văn Kiên, đây là Tuấn Anh. Rất nhịp nhàng. Văn Kiên, cơ hội không được. Pha chuyền vào của Thomas không vượt qua được một cầu thủ áo đỏ. Rất quyết tâm, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Hà Nội. Dứt điểm, đó là pha dứt điểm trượt của Văn Vĩ. Văn Vĩ là một trong những gương mặt được câu lạc bộ Hà Nội gọi về để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Nhìn chung thì lực lượng của câu lạc bộ Hà Nội là tương đối dày. Họ vẫn còn có rất nhiều những tuyển thủ quốc gia đang phải làm nhiệm vụ. Văn Quyết sẽ là người đá phạt góc. Dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Thái Quý. Đó là pha bật bóng ăn hơi nhiều ra má ngoài và không chuẩn xác. Ngày hôm nay thì cả hai câu lạc bộ đều sử dụng sơ đồ tương đối giống nhau, 4-1-4-1. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ mang áo số 28 bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Đó là cầu thủ Thanh Bình, một cầu thủ trẻ. Thomas, Văn Quyết, bóng vẫn còn trong sân. Victor Moses,
đá bóng lên cho các cầu thủ Hải Phòng. Moses tỏ ra rất hiểu các cầu thủ đồng đội cũ của mình, và cộng với thể hình cũng như thể lực vượt trội thì cầu thủ này dễ dàng cản phá trong tình huống vừa rồi. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu, tuy nhiên anh em có thể thấy rằng là trận đấu này diễn ra một cách hết sức nghiêm túc. Và nếu là những người yêu bóng đá và cổ vũ cho cả hai đội thì anh em hãy chia sẻ clip này, chia sẻ livestream này đến với nhiều người hơn nữa. Không được. Thật tiếng vừa rồi thì Thomas muốn trồng biên. Xin lỗi quý vị và các bạn. Một phối hợp nhanh cùng với Jonacek. Phạm Hiếu muốn phối hợp cùng với Hải Huy. Pha đập nhả rất tự tin. Hôm nay thì trong số các tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội có Hai Long và Tuấn Anh. Cả hai cầu thủ này có thể hình tương đối giống nhau và đều đi đôi giày màu vàng. Văn Quyết. Bóng hướng đến vị trí của Ivancic. Cho đến lúc này thì hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng vẫn đang duy trì khoảng cách khá tốt. Điều đó cho thấy huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã quá hiểu đội bóng cũ của mình. Đây sẽ là một bài toán thử thách dành cho huấn luyện viên người Hàn Quốc của câu lạc bộ Hà Nội. Đang có những sự chệch choạc nhất định trong cách phối hợp của các cầu thủ Hà Nội. Tuấn Anh trước đó đã có một pha phối hợp không hiểu ý đối với Văn Kiên. Hài lòng. Vân Vĩ. Jorocek. Bộ ba tấn công của câu lạc bộ Hà Nội rất chịu khó hoán đổi vị trí với nhau. Rất hay. Văn Kiên, bên trong là Ivancic. Jonacek không được. Bóng vẫn còn trong sân. Vừa rồi là một pha phối hợp rất con nét của các cầu thủ áo vàng. Làm gì đây? Những phút sóng gió trước khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên mảnh lưới vẫn của họ vẫn được giữ nguyên. Rõ ràng là quãng nghỉ dài đã khiến các cầu thủ có những sự ý nhất định. Văn Kiệt. Jonacek. Cả ba ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội đều đến từ Đông Âu. Đây là một điều tương đối bất ngờ, bởi trước đây câu lạc bộ Hà Nội thường sử dụng những ngoại binh da màu. Nhưng ở thời điểm này thì họ đang sử dụng những ngoại binh châu Âu. Đó là sự khác biệt trên phong cách huấn luyện. Hải Huy. Pha can thiệp của Tuấn Anh. Đây là Văn Quyết. Phạm lỗi rồi.
Một pha chơi bóng rất nguy hiểm của trung vệ Tiến Dụng bên phía Hải Phòng. Trọng tài đã rút thẻ rồi. Tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về trung vệ Tiến Dụng bên phía đội bóng áo đỏ. Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là Chorojek. Đó là pha mở bóng sang bên phía cánh trái. Văn Quyết phối hợp với Văn Vĩ nhưng không thành công. Hàng phòng ngự áo đỏ vẫn chơi rất chắc chắn. Cơ ly của họ được duy trì tương đối tốt. Điều đó khiến cho các pha phối hợp ở quãng cự ly ngắn trong khoảng trước vòng cấm địa của câu lạc bộ Hải Phòng trở nên rất khó khăn. Tại V-League tới đây thì chắc chắn câu lạc bộ Hà Nội sẽ đón chào sự trở lại của hai trụ cột, đó là Hùng Dũng và Đình Trọng. Hùng Dũng hiện tại đang tập trung cùng với đội tuyển quốc gia tại Australia để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup. Nếu trong thời gian vừa qua Hùng Dũng và Đình Trọng không gặp phải những chấn thương thì có lẽ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại AFF Cup vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam, khi mà chúng ta theo dõi đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu, thực sự là tôi cảm thấy rất nhớ Hùng Dũng. Và hy vọng rằng với sự trở lại kịp thời của Hùng Dũng thì các cầu thủ áo đỏ, các chiến binh áo đỏ của đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp thêm nhiều sức mạnh. Bùi Hoàng Việt Anh. Rui Mario. Hải Huy. Trọng tài lại thổi phạt Mpande. Trong những phút vừa qua thì người đá cao nhất trên hàng công Hải Phòng không phải là Rui Mario mà lại là Mpande. Không thực sự hợp lý. Tuy nhiên bóng vẫn trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo vàng. Văn Kiên đang đợi. Bên trong có Thao Tốt. Hài lòng. Văn Kiên. Trọng tài đã thổi phạt đối với Thomas. Thomas đã cài người rất kín đối với Rui Mario. Quyết vẫn rất kinh nghiệm. Việt Anh. Check. Cảm giác của Văn Kiên vẫn chưa trở lại. Tuấn Anh. Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục trình diễn trình làng một cầu thủ tiền vệ nhỏ con rất khéo léo khác.
sau Quang Hải đó là Tuấn Anh. Liên tiếp với những pha xử lý hỏng của Thanh Hùng, cầu thủ hậu vệ phải của câu lạc bộ Hải Phòng. Trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Hà Nội. Người bị thổi phạt đó là Ivan Trích. Ivan Trích là một cầu thủ người Croatia, đã từng thi đấu tại châu Âu và đã từng ghi bàn tại các cúp châu Âu. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì trải qua những trận đấu giao hữu vừa qua, Ivan Trích vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Thái Quý và chạm bóng của Văn Quyết. Thomas vị trí của Văn Quyết đang tương đối thoáng, đó là pha chuyền dài, bóng vào trong chân cầu thủ Hà Nội đã có penalty. Trọng tài xác định cầu thủ bên phía Hải Phòng đó là Cảnh Anh đã phạm lỗi với Văn Kiên và không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, một cơ hội để đội bóng chủ nhà có thể có bàn thắng mở tỷ số. Như vậy người sẽ thực hiện quả đá phạt đền này đó là Ivan Trích. Cơ hội để Ivan Trích ghi điểm trong mắt ban huấn luyện của đội bóng thủ đô. Ivan Trích rất nhẹ nhàng. Ivan Trích đã đánh lừa được thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng. 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó chúng ta còn đang được nghe những lời khen ngợi dành cho hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ, thì ngay lập tức họ đã phạm sai lầm với một tình huống phạm lỗi. Thật đáng tiếc là cầu thủ Cảnh Anh, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía phòng ngự của Hải Phòng, lại phạm lỗi với Văn Kiên. Bàn thắng mở tỷ số được ghi ở phút 27. Phạt công cho cầu thủ Hà Nội. Phạm lỗi rồi. Moses đã phạm lỗi với đồng đội cũ Văn Quyết. Một pha phạm lỗi rất cần thiết. Nếu như trong tình huống vừa rồi Moses không truy cản đối với Văn Quyết thì Hải Phòng sẽ phải đối mặt với pha phản công tương đối nguy hiểm. Có tới 4 cầu thủ áo vàng tham gia vào tình huống phản công vừa rồi. Thái Quý, Hải Long đang xin bóng. Một tình huống chuyền bóng tốt. Văn Vĩ, đó là pha cản phá tốt của cầu thủ Thanh Hùng bên phía Hải Phòng. Một quả phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Sau một thời gian dài V-League tạm nghỉ thì chúng quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh em có thể thấy rằng là mặt sân đằng nẫy là rất đẹp. Phải nói rằng hàng nẫy hiện tại đang là một trong những sân vận động có mặt sân tốt nhất tại Việt Nam. Và những mặt sân như thế này thì rất phù hợp để các cầu thủ có thể phô diễn kỹ thuật của mình.
Trọng tài yêu cầu Văn Quyết thực hiện lại quả phạt góc. Văn Quyết đã đá phạt góc khi chưa có tín hiệu của trọng tài. Từ đầu tới giờ thì những quả phạt góc của Văn Quyết bóng đều bay ở tầm thấp. Không hiểu đó là do ý đồ của cầu thủ này hay Văn Quyết vẫn chưa hết ý. Đây là Hải Long. Một pha bóng, một pha dứt điểm rất được ưa thích của Hải Long. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì trụ của Hải Long đặt không tốt, khiến anh hơi vơi. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về đội bóng Hải Phòng. Và chính chấp của Văn Vĩ và Phạm Hiếu. Tại V-League thì Hải Phòng và Hà Nội luôn là một cặp đấu rất quyết liệt và căng thẳng. Và dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, tuy nhiên cũng có rất nhiều những pha bóng được các cầu thủ thể hiện với sự quyết tâm rất cao. Văn Kiên. Đây là Hải Long. Em Văn Đề lại phạm lỗi. Và cả người rất hay. Và dù vậy trọng tài đã thổi phạt đối với Thomas. Moses. Empande. Thanh Bình. Rất kinh nghiệm. Một pha xử lý cho thấy kinh nghiệm của Victor Moses. Moses đang là người cầm nhịp của Hải Phòng. Empande. Cơ hội dành cho Hải Phòng đây. Chậm rồi. Thì có xử lý hơi chậm của Empande. Thành Bình. Martin Lò. Thành Bình lật bóng không tới được cái vị trí của Romario. Jonacek rất cố gắng. Lợi thế và chiều cao đã giúp Ivan Trinh chiến thắng trong pha không chiến. Chậm rồi. Rất may cho Bùi Hoàng Việt Anh. Mặc dù vậy thì Martin Lò đã bị đau. Nỗ lực tranh cướp đã khiến Martin Lò phải nằm sân rồi. Các nhân viên y tế của Hải Phòng đã phải vào sân để chăm sóc cho Martin Lò. Mặc dù màn trình diễn của Martin Lò tại V-League trong mùa bóng Hải Phòng không thực sự ấn tượng, tuy nhiên cầu thủ này vẫn được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm giữ lại để phục vụ cho chiến dịch mùa giải 2022. Phút 33 của trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng. Tỷ số đang là 1-0, tạo nghiêng về đội bóng áo vàng, đội bóng chủ nhà với pha lập công trên chấm phạt đền của Ivan Trích được thực hiện ở phút 26 sau pha phạm lỗi của trung vệ Cảnh Anh đối với Văn Kiên.
sau khi có được bàn thắng. Ít phút vừa rồi thì Hà Nội chơi khá ung dung. Họ chủ động giảm nhịp độ. Hài lòng. Phát triển bóng không tập trung của Hài Long. Ngay lập tức sau tình huống chuyền hỏng của Hài Long thì Văn Quyết đã phải chấn chỉnh người đồng đội. Thái Quý. Về đây. Như vậy là Martin Lò đã có thể đứng dậy và chuẩn bị quay trở lại sân. Những bước đi tập tễnh của Martin Lò. Epande. Bên trong là Romario. Và bắt bài hay của Thái Quý. Đây là Thomas. Văn Kiên. Văn Kiên đang đợi. Thomas đã không quyết định phối hợp với Văn Kiên mà quyết định chuyền bóng cho Jurocek. Jurocek ở trong tình huống đó ở trong một vị trí khó hơn nhiều. Ném biên cho cao thủ Hải Phòng. Bóng đã chạm chân Văn Kiên trước khi đi hết đường biên ngang. Xin lỗi anh em, đường biên dọc. Mình đã bị nghịu. Martin Lò. Romario. Phạm lỗi rồi. Thái Quý đã phạm lỗi đối với Romario. Romario từ đầu trận đến giờ chưa để lại nhiều dấu ấn. Thậm chí số lần chạm bóng của anh cũng là tương đối ít. Hải Huy cũng mờ nhạt. Hàng tiền vệ của Hải Phòng hoạt động không tốt so với hàng tiền vệ của Hà Nội. Cảnh Anh. Epande. Liên tiếp với những pha chuyền bóng hỏng của cầu thủ cả hai đội. Phạm lỗi. Hài lòng. Đây là Văn Kiên. Pha chủ động bỏ bóng của Thomas. Văn Vĩ tắt bóng. Phạt góc dành cho Hà Nội. Pha phối hợp vừa rồi của Hài Long và Văn Kiên đã bị Epande bắt bài. Không thể đánh đầu. Romario đã theo rất sát đối với Thomas. Romario đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Áp sát rất nhanh. Trọng tài xác định lỗi thuộc về đội bóng Hải Phòng. Và kê chân. Người đã bị thổi phạt đó là Thanh Hùng. Hiệp một trận đấu giữa Hà Nội Hải Phòng đã bước sang phút thi đấu thứ 38. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Đường chuyền dài. Pha phất bóng hơi thiếu cảm giác của Bùi Hoàng Việt Anh.
Vừa rồi thì Bùi Hoàng Việt Anh bị phất bóng dành cho vị trí của Ivan Čić. Phát triển khai bóng hơi lộ của thủ thành Đinh Triệu bên phía Hải Phòng. Nhìn chung từ đầu trận đấu cho tới giờ thì hàng tiền vệ của Hà Nội hoạt động hiệu quả hơn. Họ kiểm soát được khu trung tuyến, triển khai tự tin triển khai bóng với những pha bàn bật nhỏ. Trong khi đó bên phía Hải Phòng chỉ có một mình Moses hoạt động, nhưng chỉ trong vai trò hỗ trợ phòng ngự là chủ yếu. Phía bên trên, những người đã cặp với anh đó là Hải Huy và Martin Lò dường như không có được tiếng nói chung. Khoảng cách giữa hai cầu thủ Martin Lò và Hải Huy luôn là khá xa, khiến cho sợi dây kết dính giữa Martin Lò, Hải Huy và Moses không được duy trì. Moses chủ yếu tập trung hỗ trợ phòng ngự, chống các tình huống đánh vỡ mặt của Hải Phòng, của Hà Nội, xin lỗi anh em. Jonacek, Văn Quyết, thêm một đá phạt góc nữa dành cho đội bóng áo vàng. Các mảng biếng phối hợp của Hà Nội vẫn diễn ra rất đều. Họ luôn chuyển bóng liên tục, các mình đánh liên tục xuống biên, rất nhịp nhàng. Cơ hội không vào. Vừa rồi không hiểu tình huống gì đã diễn ra. Hải Long, Bùi Hoàng Việt Anh, pha đi bóng không thành công của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đã đi hết được bên ngang rồi. Một tình huống rất nguy hiểm đã diễn ra trước khung thành của thủ môn Đinh Triệu bên phía Hải Phòng. Rất may là không có thêm bàn thắng. Rui Mario, nếu có tiếp tục trình diễn lối chơi như thế này thì rất khó cho Hải Phòng có thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Chắc chắn trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải thực hiện những sự thay đổi, có thể thay đổi cả nhân sự cũng như thay đổi cả lối chơi. Pha chuyền bóng hỏng của Thái Quy. Check đã phạm lỗi rồi. Moses, Hải Huy, theo dự báo thời tiết thì ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội sẽ có mưa. Tuy nhiên thì anh em và quý vị các bạn có thể thấy rằng thời tiết trên sân hàng đẫy là quá tuyệt vời. Văn Quyết, Văn Vĩ, đây là Thomas. Pha chuyền bóng hỏng của Thomas vô cùng đáng tiếc. Bên trong có Jonacek, có Ivan Čić đang đợi sẵn. Nhưng pha đưa bóng vào của Thomas đã sờ lưng hai người đồng đội của mình, khiến cho tình huống phản công của Hà Nội tan thành mây khói. Rõ ràng các cầu thủ Hà Nội cũng cần có nhiều thời gian hơn để có thể tạo ra sự kết dính, sự an ý sau một quãng thời gian nghỉ quá dài. Văn Vĩ, Văn Vĩ không vượt qua được Thanh Bình. Xin lỗi anh em, Thanh Hùng, chính xác là Thanh Hùng, cầu thủ đá hậu vệ phải của Hải Phòng trong trận đấu này. Không việc gì phải vội. Văn Quyết, trở lại với Văn Quyết.
hơi non. Như vậy là Hải Phòng có sự thay đổi người. Martin Lò rời sân. Cầu thủ vào sân thay cho Martin Lò đó Sĩ Minh, cầu thủ mang áo số 39. Việt vị rồi. Kỳ Văn Trích xuống hơi sớm. Đường chuyền của Việt Anh là rất vừa tầm. Thành Bình. Hải Huy. Hải Huy trong trận đấu này đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng. Ở V-League vừa rồi thì Than Quảng Ninh cũng có rất nhiều cầu thủ khoác áo Hải Phòng dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên sau khi đội bóng này gặp những khó khăn thì Hải Huy đã ra đi và chuyển sang khoác áo Hải Phòng. Tuy nhiên cuộc chuyển nhượng của cầu thủ mang áo số 14 bên phía đội bóng áo đỏ cũng diễn ra tương đối phức tạp. Hải Huy pha lên bóng nhịp nhàng đầu tiên của Hải Phòng. Rui Mario. Moses. Thanh Bình. Rui Mario. Pha can thiệp tốt của Bùi Hoàng Việt Anh đã khiến cho Hải Huy phải phạm lỗi với trung vệ mang áo, trung vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh là một trung vệ có thể hình rất ấn tượng. Pha bóng dài. Thomas. Như vậy là đúng lúc này thì hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng đã kết thúc với kết quả đang là 1-0 tạm nghiêng về đội bóng áo vàng. Xin mời anh em chúng ta tạm nghỉ trong ít phút nhưng đừng đi đâu cả. Chúng ta sẽ gặp nhau trong hiệp 2 của trận đấu, sẽ trở lại trong ít phút nữa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trở lại với sân hàng đấy để theo dõi hiệp hai trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng. Tiếp tục thi đấu đầu tiên, câu lạc bộ Hà Nội trong trang phục toàn vàng đã thi đấu có phần áp đảo hơn và có được một bàn thắng nhờ công của ngoại binh Joseph Ivancic trên chấm phạt đền ở phút 26. Trong hiệp hai này thì cả hai đội đều thực hiện những sự thay đổi người. Bên phía các cầu thủ Hà Nội, như anh em có thể thấy rõ ràng nhất đó là sự xuất hiện của Thành Lương. Bộ ba ngoại binh thì vẫn giữ nguyên. Như vậy là những người rời sân gồm có tiền vệ Tuấn Anh này, trung vệ Thái Quý, trong khi đó bên phía Hải Phòng họ có 4 sự thay đổi, đó là cầu thủ mang áo số 20 Ngọc Thịnh, mang áo số 43 Thành Đồng, mang áo số 19 Mạnh Dũng và cầu thủ mang áo số 3 Trung Hiếu. Đây là Em Pandey vào phía Việt Anh, không thể vượt qua được Việt Anh. Việt Anh là một trong những người chơi tốt nhất bên phía câu lạc bộ Hà Nội trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hiệp hai này thì Văn Quyết đã ra nghỉ rồi. Những gương mặt đã xuất hiện trong hiệp hai này bên phía Hà Nội gồm có Kim Long, Văn Đạt, Xuân Thành, Văn Tuấn và Văn Sơn. Đây đều là những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy trong hiệp 2 này thì Moses bên phía Hải Phòng cũng đã được cho ra nghỉ. Trọng tài đã thổi lỗi Romario. Như vậy huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã quyết định cho Moses ra nghỉ và tiếp tục cho Romario và Empande thử sức. Pha phản bóng rất mạnh. An toàn. Theo quan sát của chúng tôi thì cầu thủ mang áo số 10 dường như là Châu Ngọc Quang. Thật sự hơi khó để quan sát. Sĩ Bình phá lăn xả cản phá của Bùi Hoàng Việt Anh. Empande không thể phối hợp cùng với đồng đội của mình. Đó là cầu thủ mang áo số 39, một trong những người xuất hiện trong hiệp 2 này. Juroček phạt công. Thành Lương bên trong. Bên trong là Ivancic. Đó là pha bật vô lề của Juroček. Juroček đã quyết định bắt bóng sống sau pha chuyền vào. Chính hơn sau pha nhà bóng của người đồng đội Thomas. Như vậy theo những thông tin mà chúng tôi nắm được thì có rất nhiều những gương mặt xuất hiện trong hiệp 2 này không có tên. Việt Anh. Hải Long, Thành Lương. Trần Ngọc Quang. Chính xác là Trần Ngọc Quang. Trần Ngọc Quang là một cầu thủ được cho mượn, được Hải Phòng mượn từ Hoàng Anh Gia Lai.
Trong những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai thì tốc độ trận đấu đang đẩy lên rất nhanh và chạm bóng không tốt. Đó là pha chạm bóng của cầu thủ vào sân trong hiệp hai này, Mạnh Dung. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã quyết định cho các học trò đẩy cao đội hình, chơi áp sát. Phạt lỗi của Sĩ Minh. Sĩ Minh đã phạm lỗi với hai lòng. Khoảng một tháng nữa thôi thì V-League 2022 sẽ khởi tranh. Bất chấp tình hình Covid có được kiểm soát hay không, tuy nhiên cho tới lúc này thì dịch bệnh tại nước ta đã được kiểm soát khá tốt và tỷ lệ tiêm phủ đã đạt được những con số rất ấn tượng. Chính vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao đã quyết định cho V-League được khởi tranh, và V-League cũng sẽ diễn ra giống với các giải đấu châu Âu. Còn các đội bóng vẫn cứ thi đấu. Những ai dương tính với Covid sẽ không được tham dự. Bùi Hoàng Việt Anh hài lòng. Bên phía câu lạc bộ Hà Nội còn có một gương mặt cũ nữa, có một gương mặt nữa là người cũ của Thạch Quảng Ninh, đó là Vũ Minh Tuấn, cầu thủ đã chuyển sang các áo Hà Nội từ Viettel. Pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng, phạm lỗi rồi. Bốn mươi lăm phút của hiệp thi đấu thứ hai sẽ là quãng thời gian mà chúng ta được chờ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm giải bài toán đội bóng cũ, chí ít là giúp Hải Phòng có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ không dễ. Thành Lương, cú đá phạt của Thành Lương hướng đến vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Sơn không được. Khi mà Hải Phòng đẩy cao tốc độ chiến đấu, đó là cơ sở để chúng ta hy vọng vào một thế trận đôi công hấp dẫn giữa hai đội. Trong hiệp một thì Hải Phòng chủ yếu phòng ngự, chơi lối chơi nhuần nhuyễn hơn bên phía Hải Phòng. Dứt điểm mà pha dứt điểm cận chân của em Pandey. Và dường như là bóng đã chạm chân một hậu vệ áo vàng, một vệ áo vàng trước khi đi hết đường biên ngang. Cuộc phạt góc dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hiệp hai này thì Hải Huy bên phía Hải Phòng cũng đã rời sân. Và người đeo băng đội trưởng là cầu thủ mặc áo số 20, Ngọc Thịnh. Trung vệ Văn Cảnh, người đã phạm lỗi với Văn Kiên cũng rời sân. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Một pha phát bóng nhắm đến vị trí của Thành Lương. Tình huống dàn xếp tấn công của các thủ Hải Phòng. Pha tạt bóng hơi mạnh, tuy nhiên bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của em Pandey. Sĩ Minh. Cho Ngọc Quang. Thanh Hùng. Pha tạt bóng sệt. Chuyền vào Trích. Ivan Trích. Hài lòng. Chơi lối chơi tốc độ của các cầu thủ Hải Phòng thì Hà Nội đang chủ động giảm nhiệt độ trận đấu. Tuy nhiên một cầu thủ Hải Phòng đang bị đau, thế nên câu lạc bộ Hà Nội chủ động đá bóng ra ngoài đường biên. Người đang bị đau đó là em Pandey. Em Pandey là người mà ít phút trước đã có pha dứt điểm mang về quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ.
Hiệp 2 này thì cầu thủ Tuấn Anh, người trong hiệp 1 thi đấu ở vai trò tiền vệ trụ, đã được đẩy ra đá hậu vệ trái. Đây là vị trí mà trong hiệp 1 Văn Vĩ đã thi đấu. Và như vậy là nhiều khả năng Epande sẽ không thể thi đấu. Tuy nhiên chúng ta phải chờ xem. Căng cơ đùi sau rồi. Epande đã bị căng cơ đùi sau và đang phải có được cần được sự chăm sóc của các bác sĩ. Và nhiều khả năng cầu thủ này sẽ không thể thi đấu. Châu Ngọc Quang quyết định đi bóng, không thể vượt qua được Tuấn Anh. Theo quan sát của chúng tôi thì cầu thủ sẽ vào sân thay thế cho Epande đó là Trung Hiếu, cầu thủ mang áo số 11. Chu Đoàn Dịch, Thành Lương, Hải Long, Bùi Việt Anh. Trong hiệp 2 này thì Hải Long đang là người giữ nhịp cho, chính xác là người đá thấp nhất bên phía trong hàng tiền vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Cơ hội không thể vượt qua được sự truy cản của hậu vệ bên phía Hải Phòng. Người đã truy cản rất tốt trong tình huống vừa rồi, một pha xóa bóng chính xác đó là cầu thủ vào sân trong hiệp 2 này, người đang đeo băng đội trưởng đó là Ngọc Thịnh. Hải Phòng vẫn đang thi đấu với 10 người trên sân. Hải Long đá thấp nhất trên hàng tiền vệ, còn Tuấn Anh thì đẩy ra biên. Những sự điều chỉnh rất bất ngờ của huấn luyện viên Park Chung-kyun, không vượt qua được Châu Ngọc Quang. Ivan Trinh rất khỏe. Rất nhiều gương mặt trẻ đã được câu lạc bộ Hà Nội tung vào sân trong hiệp thứ hai này. Tuấn Anh, Zulozek phối hợp cùng với Tuấn Anh quyết định đi bóng, vẫn vào trong sân, không thể chuyền vào trong. Một pha can thiệp kịp thời của một hậu vệ bên phía Hải Phòng. Như vậy là Trung Hiếu đã vào sân thay thế cho Epande rồi. Vì đây là một trận đấu giao hữu nên các huấn luyện viên sẽ rất tích cực thay đổi nhân sự. Zulozek, Thành Lương, Tuấn Anh, bóng đã đi hết được biên dọc, ném biên cho câu lạc bộ Hải Phòng. Bóng của Văn Sơn. Hiệp hai này thì Văn Sơn và Việt Anh là cặp trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Việt Anh vẫn đang tìm đồng đội.
Như vậy là Hải Phòng tiếp tục có thêm hai sự thay đổi người. Chính xác là ba sự thay đổi người. Như tôi đã đề cập thì những trận giao hữu như thế này sẽ là cơ hội để các huấn luyện viên thay đổi người, thử sức ở những vị trí mới, những gương mặt mới. Những người vào sân bên phía Hải Phòng đều là những cầu thủ trẻ, và những người rời sân cũng như vậy. Trọng tài xác định không có lỗi, còn một quả ném biên dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Thành Lương, Zurozek, Tuấn Anh, Văn Sơn, bóng lại trở lại vị trí của Văn Sơn. Đây là Tuấn Anh, Hải Long, Zurozek. Và va chạm giữa Châu Ngọc Quang và Zurozek. Bởi vì Park Chiu Kiên đã nổi nóng. Với các trận đấu giao hữu, sự nhiệt tình là điều cần thiết. Tuy nhiên các cầu thủ nên tránh những pha xử lý không cần thiết, những tình huống tranh chấp, những pha nổi nóng. Cái quan trọng là các cầu thủ cần phải trình diễn được lối chơi, cần trình diễn được kỹ thuật. Ivancic, Thomas, bóng vẫn trong chân Thomas. Làm gì đây? Xuân Thành định đi bóng, tuy nhiên anh không thể vượt qua được hai cầu thủ áo đỏ. Mạnh Dũng, một quả đá phạt dành cho đội bóng áo đỏ. Sau những phút đầu nhập cuộc với tốc độ cao, thì những phút tiếp theo hiệp hai của trận đấu đã quay trở lại với tốc độ trung bình. Khu vực giữa sân bắt đầu trở nên chật chội. Đây là Hoa Hùng, một cựu cầu thủ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Phút thứ 65 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Cơ hội dành cho Hải Phòng sẽ là một quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Một quả đá phạt góc nhanh, vị trí bóng của Di Mario không dứt điểm ngay. Rui Mario quá ít người. Châu Ngọc Quang và Zurozek. Châu Ngọc Quang thi đấu rất năng nổ, rất một pha phối hợp rất tự tin trong phạm vi hẹp của Hải Long và Zurozek. Châu Ngọc Quang đang phàn nàn với trọng tài biên.
câu lạc bộ Hà Nội thay hai ngoại binh. Đó là Ivancic người đã ghi bàn và Zurozek. Hải Long. Pha là bóng tốt. Tuy nhiên thủ môn bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã bắt bài. Tuấn Anh, Hải Long. Cho Quang Quang. Thành Đông. Một pha căng bóng sệt. Trong ít phút vừa qua thì Hải Phòng đã có những mảng nghiêng phối hợp có nét hơn. Họ đã xâm nhập xuống sâu hơn hành lang cánh phải của theo hướng tấn công của họ, tức là hành lang cánh trái của câu lạc bộ chủ nhà. Tuy nhiên hàng phòng ngự áo vàng vẫn đang chơi rất chắc chắn. Thành Lương rất kinh nghiệm, cơ hội bóng vào quả trong chân Thành Lương. Làm gì đây? Pha xử lý rất kỹ thuật. Rất tiếc là Thomas đã không thể dứt điểm. Trương Ngọc Quang. Trương Ngọc Quang và Hải Long. Đây là pha tấn công của Hải Phòng. Pha chuyển bóng không tốt. Hải Long. Sóng gió đã trôi qua. Văn Sơn. Tuấn Anh. Tiếp tục một pha chuyền dài. Hoa Hùng. Trước vòng quạt. Tình huống đứng vị trí tốt của Tuấn Anh. Tuấn Anh là một cầu thủ nhỏ to nhưng có lối chơi rất kỹ thuật. Những pha xử lý của cầu thủ này đều mang đến sự chắc chắn. Phạm lỗi rồi. Mạnh Dũng đã phạm lỗi với một cầu thủ mới vào sân bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Tuấn Anh. Và chuyền bóng không tốt của Tuấn Anh. Như vậy là lúc này trên sân thì cả hai câu lạc bộ chỉ còn mỗi bên một ngoại binh. Bên phía Hà Nội đó Thomas, còn bên phía Hải Phòng đó là Rui Mario. Cả hai người đều là những người chơi cao nhất trên hàng công. Và thật trùng hợp là trong những phút vừa nãy thì cả hai cầu thủ này gần như không chạm bóng. Cuộc chiến ở khu trung tuyến đang diễn ra rất quyết liệt.
Hải Phòng thì cố gắng đẩy tốc độ lên. Tuy nhiên Hà Nội với những tiền vệ có khả năng cầm nhịp tốt đang không cho điều đó được xảy ra. Với lợi thế một bàn thì Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để chơi phòng ngự phản công, và họ không việc gì phải vội cả. Văn Sơn đang kèm rất sát Rui Mario. Những pha xử lý hơi rườm rà của cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Đó là Việt Anh. Việt Anh xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận bên phía câu lạc bộ Hà Nội, thậm chí là cả trận đấu này. Những pha can thiệp của cầu thủ mang áo số 20 bên phía câu lạc bộ Hà Nội đều tỏ ra rất chính xác và giúp đội bóng của anh giải nguy trong những tình huống phải chịu sức ép từ bên phía đội bóng khách, đối khách câu lạc bộ Hải Phòng. Thành Lương rất thoáng. Làm gì đây? Phạt khống chế bước một không tốt. Chính tình huống xử lý bóng không tốt ở bước 1 đã khiến cho đồng đội của Thành Lương không thể có được một pha dứt điểm hoặc một pha xử lý tốt hơn. Pha mở bóng của Thành Lương là vô cùng hợp lý và thoáng. Rất tiếc là người đàn em của anh đã không thể tận dụng được. Thành Đồng rất thoáng. Cơ hội Thành Đồng. Thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội đã xuất hiện rất đúng lúc. Quan sát buổi tập cũng như là cách chơi của Hà Nội thì huấn luyện viên Park Chung Kiên đang hướng đến lối chơi bàn đập nhỏ, ít chạm cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên phải đến khi những trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội trở lại như là Hùng Dũng, như là Quang Hải thì lối chơi này mới thực sự phát huy tác dụng. Quang Hải là những là mẫu cầu thủ có khả năng xử lý một chạm cực hay. Trong những phút vừa qua thì Hải Phòng đã là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Mặc dù vậy thì chất lượng do những miếng phối hợp ở 1/3 sân cuối cùng bên phía thuộc về phần sân của câu lạc bộ Hà Nội của Hải Phòng lại chưa phát huy hiệu quả. Hà Nội vẫn đang đứng vị trí rất tốt. Trong đó nổi bật là vai trò của Văn Sơn và Bùi Hoàng Việt Anh, đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh. Lật bóng. Tại sao lại không bắt bóng ngay? Đây là Thành Lương rất bình tĩnh. Tuấn Anh hài lòng. Thành Lương rất hợp lý. Đó là một điều dễ thể nhận thấy ở một cầu thủ trẻ. Sau khi đã di chuyển xuống dưới phòng ngự áo đỏ, cầu thủ này lại di ngược trở lại để nhận bóng. Và đáng lẽ ra đường truyền vừa rồi phải dành cho cầu thủ hậu vệ biên bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Những trận đấu như thế này sẽ là những kinh nghiệm rất quý báu dành cho những cầu thủ trẻ. Và như vậy là Rui Mario đã rời sân. Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ thi đấu với toàn nội binh. Hà Nội vẫn còn đang giữ Thomas đá cao nhất trên hàng công. Thành Đồng. Phá bắt bài tốt của Tuấn Anh. Thành Lương. Một pha vẩy má rất hay. Thomas. Nhưng bên trong hơi ít. Thành Lương và Văn Quyết là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của câu lạc bộ Hà Nội.
phản bóng hợp lý của Bùi Hoàng Việt Anh. Pha tạt bóng nhằm tới vị trí của Thomas. Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng đã bước sang phút thi đấu thứ 77 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-0 với pha lập công duy nhất của cầu thủ đã rời sân Ivancic trong hiệp thi đấu thứ nhất. Một quả đá phạt đền chính xác ở phút thứ 26. Hải Phòng vẫn đang cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên họ đang gặp rất nhiều khó khăn trước cách phòng ngự, trước hệ thống phòng ngự mà câu lạc bộ Hà Nội đã dâng ra. Trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị. Nếu như tình huống bóng vượt qua hàng phòng ngự của Hà Nội thì Hải Phòng sẽ bị thổi việt vị. Còn trong những tình huống bóng không vượt qua thì đó là sự cản phá của Việt Hoàng, Bùi Hoàng Việt Anh và phần nào đó là cả Văn Sơn nữa. Rất khó để Hải Phòng có thể quan phá hàng phòng ngự này. Hải Long phản bóng dài rất hợp lý. Một cơ hội nữa, đó là pha cản phá của Bùi Tiến Dũng. Những miếng phản công của Hà Nội đang cho thấy độ chính xác tương đối cao. Mặc dù vậy thì họ vẫn cần có những tình huống dứt điểm, có những đường truyền tốt hơn nữa ở 1/3 sân của đối thủ. Những đường truyền mang tính chất cắt tiết. Không được. Như vậy là đã có một pha đốt lưới nhà. Bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Pha đá phản góc rất khó chịu của Thành Lương. Bóng nhắm thẳng tới vị trí của Thomas. Và dưới áp lực của cầu thủ này thì hậu vệ bên phía Hải Phòng đã đốt lưới nhà. Pha xử lý rất long ngóng của hậu vệ áo đỏ. Không thể dứt điểm. Như vậy là câu lạc bộ Hải Phòng sẽ có một quả đá phạt đền. Người đã phạm lỗi với cầu thủ áo đỏ dường như là Hải Long. Cơ hội để Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn tỷ số và nuôi hy vọng gỡ hòa trong những phút còn lại của trận đấu này. Người xuất hiện quả đá 11m đó là Thành Đồng, cầu thủ mang áo số 45. Rất chính xác. Pha đặt lòng rất nhẹ nhàng nhưng rất hiểm. Như vậy là tỷ số đã rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội khách Hải Phòng. Như vậy là chỉ ít phút sau khi Hà Nội có bàn thắng thứ hai thì Hải Phòng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đó là pha đá phạt đền thành công của Thành Đồng ở phút 81. Người đã chạm bóng cuối cùng đó là Hoa Hùng.
Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng nhìn chung chất lượng trận đấu này, chất lượng của trận đấu này là chấp nhận được. Cả hai đội đã thể hiện được bản sắc của mình. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ, những người được trao cơ hội trong trận đấu này, bên phía cả hai đội cần phải cố gắng rất nhiều để có thể chen chân vào đội 1. Sĩ Minh không thể vượt qua được hai cầu thủ áo vàng. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã thổi phạt Thomas. Còn khoảng 10 phút nữa cho những nỗ lực của đội bóng áo đỏ. Mặc dù phải nhận bàn thua, tuy nhiên công bằng mà nói thì hàng phòng ngự của Hà Nội đã chơi rất xuất sắc. Không được. Tình huống chuyền bóng của Thành Đồng là không thực sự tốt với đà di chuyển của Hoa Hùng. Chắc chắn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ nhìn ra những vấn đề mà đội bóng của ông đã trình diễn, đang gặp phải trong trận đấu này để có thể đưa ra những biện pháp khắc phục hướng tới V-League 2022. Và tính chính xác trong những đường chuyền quyết định, khả năng xử lý khi bị sức ép. Câu lạc bộ Hà Nội, với câu lạc bộ Hà Nội, trận đấu giao hữu này sẽ là một cơ hội rất quý báu để Park Chung Kyun đánh giá những cầu thủ trẻ của họ. Trọng tài xác định không có lỗi của câu lạc bộ Hà Nội và ném biên cho đội bóng áo vàng. Thomas đã di chuyển rất tích cực. Cầu thủ Hải Phòng đang tổ chức quay giáp rất nhanh. Là Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đã đi hết được biên dọc. Một quả ném biên dành cho đội bóng Hải Phòng. Trong số các ngoại binh thì cầu thủ Thomas là người không có số áo và dường như anh vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Và vì vậy cầu thủ này đang rất tích cực hoạt động, rất tích cực di chuyển, tranh chấp, chạy, chuyền bóng để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện của đội bóng thủ đô. Và nhà tuyến hai không thực sự không thành công của đội bóng Hải Phòng. Hải Long bóng vẫn còn trong sân. Đây là Thành Lương. Thành Lương đã bị đau. Như vậy là cầu thủ Hải Phòng đã đá bóng ra ngoài. Lương đã bị đau ở phần đầu. Tình huống tranh chấp với trung vệ đội trưởng bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Dường như trán của Ngọc Thịnh đã va vào phần gáy của Thành Lương. Cả hai cầu thủ đều cần tới những sự kiểm tra chăm sóc của các bác sĩ. Như vậy Thành Lương đã đứng được lên rồi. Ngọc Thịnh thì vẫn đang phải kiểm tra. Khác với trước đây, hiện nay thì các đội bóng đều có những bác sĩ chuyên trách
có trình độ chuyên môn tốt để có thể kiểm tra và thăm khám cho các chấn thương của các cầu thủ. Đây là một điều bắt buộc cho bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đã được Văn Sơn trả lại cho câu lạc bộ Hải Phòng. 87 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Hà Nội. Trần Ngọc Quang, tuy nhiên Văn Sơn đã can thiệp tốt. Trọng tài đã thổi phạt Trần Ngọc Quang. Trần Ngọc Quang sau khi được tung vào sân đã thi đấu rất năng nổ. Và dù vậy thì cầu thủ này hay có những pha xử lý không thực sự phù hợp, nhiệt quá mức, thậm chí là tranh cãi với cả huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Trần Ngọc Quang, Trần Ngọc Quang và ba cầu thủ áo vàng. Như vậy là trận đấu do có một chút trục trặc nên những vài phút cuối thì chúng tôi đã không thể gửi tới quý vị và các bạn cũng như các anh em những hình ảnh của trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên lúc này thì trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về đội bóng chủ sân hàng đẫy câu lạc bộ Hà Nội. Các bàn thắng của đội bóng áo vàng được ghi do công của Ivan Trích cùng một pha đốt lưới nhà của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Trong khi đó thì bàn thắng danh dự của câu lạc bộ Hải Phòng thuộc về Thành Đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là
những comment của các anh em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một lớp xử lý.